Đó là một khu vườn ở vùng quê thuộc thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, thứ mà người chủ vườn cũng là một cựu chiến binh hải quân trồng trong vườn không phải là hoa quả, mà đó là những vỏ bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh. Người dân trong vùng quen gọi đây là vườn ký ức chiến tranh, nhưng chủ vườn lại coi đây là nơi để mình gửi thông điệp hòa bình. Trần Văn Quận là tên đầy đủ của chủ khu vườn này. Ông Quận đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Khi chúng tôi đến, ông đang cặm cụi chỉnh trang lại những vỏ bom đạn trong vườn để chuẩn bị đón những đoàn khách đến thăm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Khu vườn mà ông Quận dày công sắp đặt nằm phía sau gian nhà mà ông ở, rộng khoảng 300 m² và không khác gì một bảo tàng chiến tranh. Ở đây, ông trưng bày gần như đủ các loại bom, đạn được Mỹ sử dụng trong giai đoạn chiến tranh ở Việt Nam. Quá trình mà xây dựng lên được cái vườn kỷ vật chiến tranh là cả một quá trình nó rất là vất vả về vấn đề thời gian, về vấn đề là năng lượng, về vấn đề là cần sự hậu thuẫn của vì những người mà thân và cân về thì năng lượng của con người mình rất lớn. Để có được cái này là đầu tiên là tôi phải đi tất dọc cái đường Hồ Chí Minh, để tôi cứ đi qua, mỗi lần đi qua tôi thấy một tiệm phế liệu, buôn bán phế liệu là tôi ghé lại, tôi để lại số điện thoại và tôi nói với họ lúc nào mà có những cái gì thuộc về vỏ bom vỏ đạn pháo mà hoàn toàn rỗng ruột thì để lại cho tôi chụp hình. Ông Quận gọi khu vườn với hàng trăm vỏ đạn đủ các loại của mình là khu vườn ký ức chiến tranh cũng có lý do. Ký ức ám ảnh nhất với ông là trận bom năm 1972, lúc quê ông sắp giải phóng, nhưng nhà ông bị một quả bom rơi trúng khiến ông nội ông hy sinh. Anh trai ông bị thương nặng, xóm làng nhiều nơi cũng tan tác vì đạn bom. Đến tuổi thanh niên, ông vào phục vụ trên tàu chiến hải quân. Ông được học về nhiều loại bom đạn. Năm 2018, trở về quê hương sau hơn 6 năm phục vụ trong quân ngũ và gần 8 năm bôn ba với nhiều nghề ở thành phố Hồ Chí Minh, ông bắt tay vào xây dựng khu vườn như hiện tại. Cho hôm nay là cho gì? Cho hôm nay là cho đầu tiên là cho ba thế hệ học sinh họ đến đây, họ cũng có những bài học lịch sử lý thuyết ở trong nhà trường, họ được chạm tay vào lịch sử, họ được là kết nối với lịch sử, họ cảm nhận được lịch sử của dân tộc là bi hùng, là rất hoành tráng, là rất anh hùng dũng, thì để họ có một cái trách nhiệm với cái lịch sử để tạo cho dân tộc sau này nó. Khu vườn được ông xây dựng chưa lâu nhưng đã nhiều lần đón người dân trong vùng đến xem, và điều ông mừng nhất là có nhiều trường học trong vùng khi nghe tin về khu vườn cũng đã đưa học sinh đến tham quan. Ông cũng luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón các đoàn đến tham quan miễn phí. Mỗi lần đón các em, ông Quận kiêm thêm việc thuyết trình giới thiệu về những quả bom và câu chuyện lịch sử xoay quanh đó. Đây là một trong những mô hình để giáo dục thế trẻ không được quên quá khứ. Và hôm nay đến đây để rồi nhớ lại những ngày đau thương của đất nước. Mô hình này là một trong mô hình cần được nhân rộng và một trong những điểm để rồi các trường nên cho tạo điều kiện trong kỳ lớp ngoại khóa về đây để tham quan học tập. Bom đạn chiến tranh là mất mát, là đau thương, nhưng khi chiến tranh lùi xa, bom đạn đã thành ký ức thì cuộc sống là của hiện tại và tương lai. Hoa có thể nở ở nơi bom đạn thì sự sống sẽ nảy mầm được sau chiến tranh. Đó cũng là thông điệp mà ông Quận muốn thông qua khu vườn đặc biệt của mình gửi gắm đến mọi người.